Và kính thưa quý vị, tiếp theo ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục thưởng thức phần trình diễn của tác phẩm Jesus Remains My Joy, sáng tác của nhạc sĩ thiên tài người Đức Johann Sebastian Bach, qua phần biểu diễn của Lê Đức Hùng Anh. Và kính thưa quý vị, đây là một thí sinh sinh năm 2017 với số báo danh là 120, đến từ Trung tâm Âm nhạc David Hải Phòng, bảng piano từ 6 đến 8 tuổi. Và đây là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất của chúng ta. Bạn mới chỉ có 5 tuổi rưỡi thôi mà đã xuất sắc nhận được giải ở khu vực Hà Nội và cũng như được sự đánh giá rất cao của Hội đồng nghệ thuật. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bình Định, giảng viên cao cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Yorkshire Melody. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Tạ Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Văn Khê, sẽ lên trao giải thưởng cho các bạn thí sinh hạng mục từ 6 đến 8 tuổi đạt huy chương vàng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời bà Dương Thị Vân, Chủ tịch Hội Người Khuyết Tật thành phố Hà Nội, sẽ lên trao giải thưởng cho các bạn thí sinh. Xin được nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn thí sinh đạt huy chương vàng. Xin được trân trọng cảm ơn.